là chúng ta có thể nói đó là sự sinh ra hay là sinh nhật của một đấng sống, một thân vị. Nên nếu chỉ coi Giáng sinh là một lễ hội tôn giáo và tất cả chỉ xoay quanh mua sắm hay là cây thông hay là ông già Noel ấy, mà không đặt trọng tâm lên Chúa Giêsu là chủ nhân của ngày sinh nhật đó, thì tôi khẳng định nhé, Giáng sinh trở nên vô nghĩa và nó không có lợi gì cả, chỉ tốn thời gian chúng ta. Nên vì vậy Chúa Giêsu có thể nói là nhân vật chính của Giáng sinh. Chính vì vậy tối ngày hôm nay chúng ta tôn vinh Ngài, chúng ta nói về Ngài. Và cái điều thứ hai chúng ta cần biết đấy là Giáng sinh ấy là không chỉ là sự sinh ra của một em bé trong chuồng chim mắng cỏ cách đây hơn 2000 năm. Bởi hình ảnh Giáng sinh của chúng ta thấy khắp nơi đấy, chúng ta đều thấy một em bé được nằm trong chuồng chim mắng cỏ tại đất nước Do Thái. Nhưng theo lời kinh xưa đấy, đây là sự hạ sinh của một đấng cứu thế, đấng Christ và là Chúa. Nên chỉ vì vậy nếu chúng ta không biết thực sự Chúa Giáng sinh, Chúa Giêsu là ai ấy, và Ngài Giáng sinh để làm gì, thì chúng ta sẽ nên nếm trải cái kỳ Giáng sinh, nó cũng có một chút vui vẻ ở đó, nó cũng có một chút thanh bình ở đó, nhưng nó chỉ là thoáng qua thôi. Qua ngày mai ấy, những sự bất an lại đến, rồi những sự lo toan cho cuộc sống lại đến với cuộc đời chúng ta. Có một lần Chúa Giêsu đã hỏi các môn đồ là những người đã đi theo Ngài thời gian đấy, Chúa hỏi là theo lời của người ta nói ấy, thì ta hay là con người là ai? Và nhiều câu trả lời lắm, Ngài là đấng này, Ngài đó đi chi nọ, và tất cả những câu trả lời đó đều không chính xác. Và nếu ngày nay chúng ta hỏi những người bên ngoài kia là Chúa Giêsu là ai, chúng ta cũng sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời. Nhưng có lẽ một số câu trả lời mà người ta sẽ nói ấy, đó là Giêsu là một vị giáo chủ lớn. Vì vậy ngày nay một cái tôn giáo mà hơn 2 tỷ người đi theo Ngài. Rồi ai đó sẽ nói ấy, Chúa Giêsu là một triết gia, bởi lời của Ngài ấy, Kinh Thánh này là quyển sách bán chạy nhất trên thế giới và rất nhiều ý tưởng độc đáo của nó. Rồi có thể ai đó nói Ngài là một con người nhân hậu, bởi vì nhiều tổ chức từ thiện đã nhân danh Ngài mà được thiết lập lên. Rồi có thể ai đó nói ấy, Chúa Giêsu là một vĩ nhân. Nhưng tôi xin nói Chúa Giêsu thực sự theo lời Thiên Chúa giao bảo đấy là Ngài vượt trội hơn tất cả những điều đó rất nhiều. Ngài không chỉ là con người mà nổi tiếng như vậy, một con người tốt như vậy, một vĩ nhân như vậy, nhưng ở đây nói Ngài chính là đấng cứu thế. Nên ngay cả danh xưng của Ngài Giêsu có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu. Nên vì vậy Chúa Giêsu Ngài là đấng cứu thế. Thiên sứ nói điều thứ hai ấy, đó là đấng Christ. Đấng Christ hay là phiên âm của người Công giáo gọi là đấng Kitô. Đó là gì? Đó là đấng được sức dầu. Và người Do Thái gọi đó là đấng Messiah. Và người Do Thái luôn luôn chờ đợi một vị được sức dầu đến để thiết lập vương quốc, để cai trị đời đời, là một vị vua. Nên lời thiên sứ ở đây công bố Chúa Giêsu không chỉ là như thế, còn Ngài còn là được là vua, được vua đời đời. Nhưng đồng thời Thiên Chúa cũng nói ấy, chính Ngài là Chúa hay là Đức Chúa Trời. Nên vì vậy chúng ta cần biết Chúa Giêsu Giáng sinh thực sự là. Và nếu chúng ta biết cái câu chuyện Giáng sinh ấy, khi Chúa Giêsu Giáng sinh có những vị vua từ Đông Phương họ đã đến để thờ lại Ngài, họ đã mang những lễ vật đến để mà dâng lên cho Chúa. Và chúng ta để ý lễ vật mà các vị Đông Phương đó, các bác sĩ Đông Phương, các vị vua Đông Phương đó mang đến ấy, đó là 3 món quà. Món quà thứ nhất ấy, đó là vàng. Thông thường vàng ấy, người ta dâng cho các vị vua. Nên Chúa Giêsu con trẻ đó là vua. Cái món quà thứ hai ấy, đó là hương. Đó là những thứ mà nó có mùi hương thơm, người ta dâng cho các thần. Nên con trẻ đó chính là Chúa. Và cái món quà thứ ba ấy, đó là một dược. Đó là một thuốc mà có thể chữa trị vết thương, sức sắc của người chết. Nên dường như qua cái điều đó cũng là hình bóng tiên tri ấy. Đó là Ngài là đấng sẽ chết thay để cứu chuộc cho con người chúng ta. Nên vì vậy ngày hôm nay ở đây ấy, là không chỉ những vị khách mời đâu, mà ngay cả chúng ta là con cái Chúa,
chúng ta cũng cần phải biết Chúa Giêsu Giáng sinh thực sự là ai. Bởi vì Chúa đã hỏi các môn đồ đã đi theo Ngài khoảng năm trời là theo lời người ta nói con người ta. Và sau đó chính Chúa đã quay lại để hỏi các môn đồ: thế còn các con thì cho ta là ai? Và rất cảm ơn Chúa Phi-rơ đã xưng nhận Ngài là Đấng Christ, có nghĩa là Đấng Sức Giàu, là vị vua và là con Đức Chúa Giáng sinh là Chúa. Và Chúa Giêsu nói là phước cho ngươi không phải vì cái khả năng ngươi hay là xác thịt ngươi bảo cho ngươi đâu, mà Cha chỉ trần này. Nhưng ngay cả lời Phêrô xưng nhận ở đây cũng chưa đầy đủ, nên nếu chúng ta đọc cái đoạn kinh thánh đó, chúng ta biết là Chúa bắt đầu tỏ cho các môn đồ là Ngài sẽ chịu đớn đau, Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá để cứu chúng ta. Và chính Phêrô đã ngăn cản cái điều đó. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi có thể sử dụng khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa được cất về trời, thì chính Phêrô đã xưng nhận là Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này, có nghĩa là Đấng Chúa Thế này, Đấng đã chết cái thực tình đó này, là Christ, là Chúa. Nên danh xưng đầy đủ của Chúa Giêsu chúng ta mà trong lịch sử của Thánh luôn luôn có đó là gì? Đó là Chúa Giêsu Christ. Nên Ngài là Đấng Chúa Thế, Ngài là Vua và Ngài là Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta biết được Chúa thực sự là như vậy, chúng ta tiếp nhận Ngài, thì thực sự đó sẽ là tin lành lớn, đó sẽ là niềm vui lớn, và đó sẽ là sự bình an thật đến cuộc đời của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Và giờ phút này tôi xin phép được chia sẻ chi tiết hơn một chút về cái vấn đề này. Thì cái điều thứ nhất là theo lời Thiên Sứ đây nói, Ngài là Đức Chúa Trời. Đến Chúa Giêsu Giáng sinh, Đấng từ trời Giáng sinh, mục đích để cứu con người. Ngài cứu loài người chúng ta khỏi tội. Và cái kinh thánh nói là tất cả chúng ta đều phạm tội và đánh mất sự vinh hiển của Chúa. Có thể quý vị nói là tôi đâu có phạm tội, tôi đâu có ăn cắp ăn trộm. Xin nói với các quý vị, khi mà tôi chuẩn bị tin Chúa, trước khi tôi tin Chúa tôi nghĩ như vậy. Từ nhỏ đến lớn tôi cô bé rất ngoan, chưa bao giờ biết đánh nhau, chưa bao giờ biết chiêu chó hàng xóm cả. Thậm chí từ nhỏ là học rất nhiều. Đôi khi mẹ tôi còn mắng tôi là gì? Ra ngoài chơi một chút chứ sao suốt ngày có ôm cuốn sách như vậy. Nhưng mà khi tôi bắt đầu nghe lời Chúa, bắt đầu tôi nhìn thấy thực sự cái tâm địa của mình, tôi thấy tôi là người xấu xa, tôi là người tội lỗi. Tôi còn thấy tôi đã ơn cả những người bạn của tôi. Chúng nó hoang đàng, chúng nó sống thế này thế kia, bởi vì chúng tôi sẽ ngã trong cái môi trường là gần như vô chức phủ trái quản lý chúng tôi, nhất là cái trường tôi học còn nam giới rồi sống rất là bạch bạc. Và tuy nhiên khi Chúa soi tỏ cho tôi thấy được tôi tốt hơn cả những người bạn của tôi, và chúng nó muốn phạm tội chúng nó phạm tội, còn mình thích tất cả những tội lỗi đó nhưng mình còn kiêu ngạo, còn sợ bất thể diện, mình không phạm tội nhưng mà thực sự bên trong có tất cả. Và đến lúc tôi thấy cái lời sứ đồ Phao-lô nói ấy, trong những kẻ có tội ta là người đứng đầu, và tôi cảm giác cái lời đó dành cho tôi có thể nói tôi là người đứng đầu trong danh sách tội nhân. Thế vì bạn đừng có ai nói là tôi không tội, nhưng mà khi nói đến tội ấy, tôi muốn nói như thế này: thực sự cái tội lớn nhất của con người không phải đánh nhau, không phải nghiện ngủ, không phải trộm cắp, mà cái tội lớn nhất ấy, đó là chối bỏ Đấng tạo hóa của mình. Cũng giống như con cái phạm tội với bố mẹ, tội lớn nhất không phải nói dối bố mẹ đâu, không phải nó tiêu tiền của bố mẹ đâu, mà tội lớn nhất khi nó nói ông bà không phải bố mẹ của tôi. Tội bất hiếu là tội lớn nhất của đứa con của chúng ta. Nên cái tội lớn nhất của con người của Đức Chúa Trời đó là tội chối bỏ Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, là cội nguồn của mình. Mặc dù thiên nhiên này ấy, làm chứng cho chúng ta biết là có Đức Chúa Trời toàn năng, toàn trị, toàn tạo. Kinh Thánh nói là cả cái vũ trụ này được tạo dựng bởi ngón tay của Chúa Trời. Nên khi suy nghĩ về thiên nhiên này, chúng ta thấy Chúa thực sự là nghỉ bí, Chúa thực sự là lớn lao, Chúa thực sự là được khôn ngoan. Ngoài thiên nhiên làm chứng được, trong lương tâm sâu thẳm con người thì nó cũng làm chứng cho chúng ta biết là có bất đấng và soi xét mọi công việc tay chúng ta làm. Nên người ta nói là trời có mắt đó. Chúng ta biết đứng đó là được công chính và sẽ phán xét tất cả tội lỗi con người. Đôi khi chúng ta mải mê điều này, đôi khi chúng ta quên mất. Nhưng thực sự đêm nằm bắt tay lên trán mình nhìn xem, chúng ta
ta cảm thấy trong sâu thẳm chúng ta tin vào đấng tối cao. Và khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh tai nạn, bệnh tật, ốm đau đó, chúng ta sẽ nhớ đến đấng tối cao. Và đặc biệt quyền tin thánh này bày tỏ cho chúng ta biết đấy, là có Đức Chúa Trời là đấng tự hằng tự hữu, Ngài là đấng khởi đầu mọi vật, trong đó có con người chúng ta, và Ngài dựng nên con người chúng ta để mà Ngài yêu con người chúng ta, để Ngài chăm sóc chúng ta, để chúng ta sống đời sống sung mãn với Ngài. Nhưng rất tiếc con người tổ phụ chúng ta đã chối bỏ Đức Chúa Trời, và cái tội của tổ tiên đó nó truyền lại cho tất cả chúng ta. Và từ cái tội chối bỏ Đức Chúa Trời đó, nó sinh ra rất nhiều cái tội khác, nào mình nói dối, nào ăn cắp ăn trộm, là những tội chúng ta nhìn. Và hơn quý vị anh chị em, Kinh Thánh nói là tiền công của tội lỗi nó là sự chết. Khi Chúa nói với Adam và Eva, ngươi ăn trái cây này, ngươi sẽ chết. Và tính nguyên bản nói là ngươi sẽ chết bởi nhiều sự chết. Nên khi con người mà không có Đức Chúa Trời ấy, cái sự chết đầu tiên mà tất cả con người chúng ta đến chặt, đó là chết về tâm linh. Và khi nó chết đó, cái thần khí chết cũng thấy có nghĩa là mất hết. Nên chúng ta cắt khỏi nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn sự bình an, nguồn niềm vui phước hạnh. Nên vì vậy trong sâu thẳm trong lòng chúng ta, chúng ta thấy có cái khoảng trống bên trong và không gì thể lấp đầy được. Chúng ta cảm thấy cái nỗi buồn sâu thẳm bên trong, chúng ta cảm thấy sự bất an bên trong. Bản thân tôi đã từng như vậy. Khi tôi chứng tin Chúa, nhìn bên ngoài là tôi có tương lai, tôi không bị bệnh tật, tôi không thiếu tiền, nhưng thực sự tôi mới thấy cái sự mà đúng là cái sự chết bên trong. Nên tôi hiểu cái trường hợp Salomon, một vị vua, khi mà ông chối bỏ Đức Chúa Trời và ông viết nên cái quyển sách gọi là sách truyền đạo, ông nói là những công mọi sự đều đủ, tất cả đều trông tôi, tất cả đều vô nghĩa, và con người đều bị cắt đứt. Và đến một ngày tất cả chúng ta sẽ đối diện với chết trên đất đó, và lúc đó chúng ta sẽ đối diện với cõi đời. Và cái điều kinh khủng nhất là, đó là khi con người không được Chúa thì chết đi cũng sẽ không được Chúa, và sẽ nơi ở nơi là cuộc đời. Nhưng mà cái chuyện nói chúng ta là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương hoàn toàn. Chúa yêu chúng ta từ trước sáng thế. Chúa yêu mỗi một chúng ta trước khi chúng ta sinh ra trong lòng mẹ. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta chưa hình ngài sinh ra đẹp trai như thế này. Và Chúa xót xa khi ngài nhìn thấy đời sống vốn con người trống trơn bên trong, chết bên trong, và đến lúc ra nước mắt trong cõi đời đó. Chính vì vậy ngài động lòng thương xót, mà cách đây hơn 2000 năm ấy, ngài đã ban Chúa Giêsu là con một người mà giáng thế trở thành con người. Nên Chúa Giêsu đến mục đích lớn nhất của ngài là ngài cứu chúng ta khỏi tội bằng chính sự hy sinh. Với quý vị anh chị em, khi chúng ta suy nghĩ về sự hy sinh của Chúa, đúng đó là cái tình yêu mà vượt qua sự hiểu biết của con người. Dường như tôi từng đưa thấy cảnh ấy, trong Hebrew có nói hé lộ cho chúng ta cái cảnh đó. Dường như khi ba ngôi Đức Chúa Trời họp bàn với nhau sẽ tạo nên con người, và Đức Chúa Trời biết trước là con người phạm tội, và ngài cũng đưa thấy củ lễ không có chim, con bò, con vật nào có thể chuộc được mạng của con người. Và lúc đó Chúa Giêsu nói, ngài không ưa buổi lễ, ngài không thích buổi lễ tiêu, này con đến để làm trọn ý muốn của Chúa. Nên dường như từ trước sáng thế, con Chúa Trời cũng quyết định sáng thế để trở thành con người cứu chuộc chúng ta. Thế trên từ đường đồng từ trên cao đó, ngài lại chọn sinh ra nơi chủ chim mang cỏ, ngài chịu tất cả sự gian khó của con người. Và đến lúc ngài có tất cả những tội ô dơ nhất của chúng ta trên thế gian, ngài đã chịu tất cả những hậu quả tội lỗi, ngài chịu tất cả những sự chết mà chúng ta phải chịu để cứu chuộc chúng ta. Nên tình yêu của Đấng Christ Kinh Thánh nói ấy, đó là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Và tôi khẳng định với tất cả những quý vị khách mời ngày nay, nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng phục sẽ được giáng sinh để cứu chuộc đời sống chúng ta, chắc chắn tội lỗi chúng ta sẽ được tha, và chúng ta sẽ được sống đời đời cùng với Ngài. Nhưng anh chị em ơi, Chúa Giêsu không chỉ là đấng cứu thế, lời tiên sứ đây còn nói ngài còn là đấng Christ. Chúng ta biết cái sự mong đợi của người Do Thái, rất nhiều những
cái thế kỷ, thế hệ này đến thế hệ kia, họ luôn luôn chờ đợi một đấng Mêsia đến, một vị vua đứng vĩ đại sức giàu đến để thiết lập vương quốc, và ngài sẽ cai trị đời đời, và họ sẽ là dân trong vương quốc đó. Và Chúa Giêsu chính là đấng Mêsia hay là đấng Christ đó. Trong Cựu Ước chúng ta nhìn thấy một hình ảnh của vua David ấy. Vua đó giống như một hình bóng của đấng Mêsia. Nhưng thực sự David ấy, là chỉ cai trị trong khoảng thời gian rất ngắn, vài chục năm thôi. Chỉ cai trị trên một dân tộc nhỏ thôi, với quyền lực khác trên. Nhưng mà đấng Christ, Chúa Giêsu này ấy, ngài sẽ trị vì đời đời trong cả cõi vũ trụ này, với tất cả mọi quyền trên trời trên đất. Nên vì vậy ngài được xưng là vua trên một vua, chúa trên một chúa. Ngài là tổng thống của các tổng thống. Đúng là các tổng thống sẽ qua đi, các tổng thống Mỹ sẽ qua đi. Nhưng Chúa chúng ta không được hết nhiệm kỳ, chúng ta còn lại đời đời. Và nếu chúng ta tiếp nhận ngài, chúng ta cũng sẽ được sống đời đời trong nước của ngài. Và nước của ngài mới là thiên đàng thật nhé, chứ không phải Hoa Kỳ là thiên đàng thật nhé. Ở đây chúng ta biết là đó không phải là thiên đàng, đúng không? Châu Âu cũng không phải thiên đàng, và không đất nước nào trên thế gian này là thiên đàng. Nhưng nước của Chúa chúng ta đó là nước thiên đàng thực sự. Vì vậy hãy quy phục vua chúng ta, hãy tiếp nhận vị vua chúng ta, chúng ta cũng sẽ sống trong nước đó. Và chúng ta biết là khi Chúa Giêsu khởi đầu cái chức vụ của ngài, và ngài có công bố những này là thần của Chúa nước trên đời. Vì ngài đã sức giàu cho ta, đã truyền tin lành cho kẻ nghèo, ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Thì cái lời công bố này ấy, nó cũng giống như một vị tổng thống chuẩn bị tranh cử đó, chuẩn bị lên tổng thống, có cái cương vị tranh cử của mình. Giống như tổng thống Hoa Kỳ thì ông nói là sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại đó. Thì đây dường như cũng là lời một cái chương trình hành động của vua Giêsu chúng ta. Nên chính vì vậy nếu chúng ta quy phục vị vua này, chúng ta tiếp nhận vị vua này, thì những cái gì mà ngài hứa đây nó sẽ đến trong đời sống. Tình mừng sẽ đến với người nghèo. Tôi không chỉ nói về nghèo của mình đâu nha, phải rõ ràng lời Chúa cũng nói là chỉ nghèo của mình. Tôi tin là Chúa sẽ thay đổi cả cái đời sống bên ngoài của bạn. Ở đây nói những cái chuyện là bạn sẽ được giải phóng khỏi bệnh tật, khỏi tội lỗi, khỏi những sự trói buộc, khỏi cả những nợ nần. Nên vì vậy buổi tối ngày hôm nay đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy tiếp nhận cái vua này, hãy quy phục cái vua này. Và cái điều cuối cùng mà Thiên Sứ nói hết là ngài là Chúa, hay là Chúa Giêsu chúng ta, ngài là Chúa, là con Chúa Trời, hay chính ngài là Đức Chúa Trời. Nên Chúa Giêsu mà chúng ta tin được hết, Chúa Giêsu giáng sinh chúng ta đúng là Đức Chúa Trời. Ngài không phải người phàm nhé, ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời. Nên chính vì vậy cái sự sáng sinh của ngài cũng là điều mầu nhiệm. Ngài sinh ra không giống như con người bình thường, ngài sinh ra bởi nữ đồng trinh Maria. Rồi đời sống của ngài cũng không sống như người bình thường, ngài sống hoàn toàn vô tội, chứ còn tất cả chúng ta đều tội hết. Rồi chúng ta nhìn thấy những cái dấu kỳ phép lạ trong cuộc đời của ngài. Bạn có thể nói thì người nhìn Chúa cái đấy có thể có những gì phải làm như vậy, nhưng nó khác hoàn toàn. Ngày nay chúng ta được Đức Thánh Linh hành động qua chúng ta, và ở nhờ phán quyết Chúa Giêsu, và rõ ràng Chúa Giêsu bởi sự công chính của ngài, bởi điều đó mà ngài làm tất cả những điều đó. Rồi sau đó cái sự chết của Chúa Giêsu cũng không giống ai cả, nên ngay cả những người nắm linh Chúa cũng nói người này quả thật là con Chúa Trời, và ai chết dần dần cho người kêu khóc cho người tìm kiếm cho người hoảng sợ cho người. Nhưng đúng là Chúa chết vì cả thế giới. Rồi đặc biệt là cái sự sống lại của ngài đã chứng tỏ ngài là con Chúa Trời. Nên trong thư Roma Paulo cũng nói là ngài đã được bày tỏ ra con Chúa Trời bởi sự sống lại. Nên dường như có rất nhiều giáo chủ quý nhân trên đất này, nhưng họ chết, mộ họ vẫn còn đó, răng họ vẫn còn đó. Nhưng duy Giêsu ngài chết và ngài đã sống lại. Tôi từng đến Jerusalem vài lần, và lần nào tôi đến cái ngôi mộ chồng ở đó có hẳn chữ ghi là ngài không ở đây đâu, ngài đã sống lại rồi. Nên thực sự là Chúa chúng ta đã sống lại, bởi vì ngài là con Chúa Trời và chính ngài là Đức Chúa Trời. Nên hãy tiếp nhận ngài là Đức Chúa Trời đời sống.
bởi vì Ngài chính là nguồn sống của chúng ta. Ngài là đấng nắm tương lai của chúng ta. Và như một câu kinh thánh nói ấy, là phước cho dân tộc nào, và chúng ta có thể nói phước cho con người nào, có Đức Giê-hô-va, có Chúa làm Đức Chúa Trời của mình. Nên chỉ vì vậy, buổi tối ngày nay ấy, với cái sự nghiệp nguyện của mình như vậy, tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ nhiều để nghĩ về Chúa Giáng sinh của Đức Giê-hô-va. Và ngày nay trước khi giờ ở đây, đừng bỏ qua cơ hội này. Hãy mời Chúa Giáng sinh trong cuộc đời chúng ta. Ngài là đấng cứu thế, Ngài sẽ tha tội cho bạn. Ngài sẽ cho bạn đời sinh mới, Ngài sẽ cho bạn cuộc sống sống đời. Hãy tiếp nhận Ngài là vua của đời sinh mới. Và bạn sẽ được sống trong nước của Ngài đời đời. Và những cái gì mà Ngài hành động như vị vua sẽ đến cuộc đời của bạn, những cái thức hành, những cái phép lạ giúp những cái thành. Và cũng phải tiếp nhận Ngài là Chúa đời sống đời. Và Ngài là đứng sẽ đảm bảo tương lai, Ngài sẽ có sự. Nên giờ phút này tôi cũng cầu nguyện những con chúng tôi.